Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của bác sĩ Duy Quang Mùi. Hôm nay tôi muốn tiếp tục chia sẻ cùng quý vị về top 15 bệnh hay gặp trong dịp Tết và cách phòng ngừa. Chúng ta biết rằng Tết là trong dịp mà chúng ta được xả stress, xả hơi sau những năm làm việc vất vả cũng như là học hành rất là căng thẳng. Vì vậy, khi đến dịp Tết, chúng ta được thưởng thức rất là nhiều món ăn, thức uống với nhiều loại chủng mẫu mã khác nhau, cũng như những thực phẩm từ thực phẩm tươi, thực phẩm sống hoặc là thực phẩm khô, vân vân. Tuy nhiên, nếu chúng ta bảo quản không đúng, chế biến không đúng cách hay là chúng ta ăn quá nhiều, không được cân đối thì dễ tạo nên những bệnh lý về đường tiêu hóa cũng những bệnh lý khác mà ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và gia đình. Và để cho cuộc vui Tết được trọn vẹn, chúng ta nên biết cách phòng để tránh bệnh. Sau đây, đây là top 15 bệnh về đường tiêu hóa và những bệnh lý khác chúng ta cần biết để cách phòng ngừa. Đầu tiên, những triệu chứng hay gặp nhất đó là triệu chứng ở nóng, khó tiêu và chướng bụng. Đây là triệu chứng rất hay gặp thường ngày và đặc biệt trong những ngày Tết, nhất là những ngày chúng ta ăn rất nhiều loại thức ăn, nhiều món ăn, đặc biệt là nhân nhiều mỡ, khó tiêu, nhiều gia vị, làm cho chúng ta chướng bụng, khó tiêu và sình hơi và rất là khó chịu. Do vậy, để giảm hiện tượng này, chúng ta hạn chế những thức ăn chiên xào béo, chúng ta ăn một cách vừa phải, đừng ăn quá no. Và tiếp triệu chứng tiếp theo đó là triệu chứng ở nóng, ở chua, đặc biệt những người có triệu chứng tiền căn bệnh lý dạ dày, những người trần ngược trước đây mà chúng ta vào những Tết, nếu chúng ta không cẩn thận về chế độ ăn uống, nếu chúng ta ăn quá nhiều chất chua cay, chất nóng hoặc là uống quá nhiều rượu bia hay là thuốc lá vân vân, đều dễ cho mình làm cho triệu chứng của ở chua ở nóng bệnh tái phát, cũng như là bệnh viêm dạ dày, cũng như là bệnh trần ngược dễ để tái phát sau này. Do vậy, đối với những dịp Tết, chúng ta phải hạn chế những thức ăn mà quá chua, quá cay, quá nóng vân vân. Tiếp theo, những triệu chứng hay gặp đó là chúng ta bị ngộ độc thực phẩm, mà vấn đề này chúng ta đã bàn vào video 64, cũng như là dị ứng thức ăn, đó là những thực phẩm mà chúng ta khi vào đường tiêu hóa không được hấp thu và tiêu hóa tốt, gây ra triệu chứng của dị ứng thức ăn biểu hiện bên ngoài với dấu hiệu như là ngứa, mề đay vân vân. Và nặng hơn, chúng ta là ngộ độc thức ăn với triệu chứng là nhiễm trùng đường tiêu hóa. Những thức ăn mà chúng ta ăn vào chẳng may khi chế biến, khi bị nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng hay là nấm chẳng hạn, gây hiện tượng tổn thương niêm mạc dạ dày ruột, gây bệnh nhẹ, gây các triệu chứng đau bụng, ói mửa, tiêu chảy, thậm chí sốt vân vân. Và những triệu chứng tiếp theo, bệnh thứ tư đó là bệnh tiêu chảy. Tiêu chảy là một trong những cái triệu chứng mà bệnh hay gặp nhất ở dịp Tết. Nếu chúng ta ăn uống không vệ sinh, chúng ta ăn nhiều loại thức ăn mà tương tác nhau hay là những thức ăn bị nhiễm trùng thì rất dễ bị tiêu chảy với triệu chứng ói và tiêu chảy nhiều lần, thậm chí bệnh nhân mất nước, nặng hơn có thể là sốc, mất nước, mất mắt, vân vân. Như vậy, để phòng ngừa những bệnh lý, những triệu chứng như trên, chúng ta cần nhớ khi chúng ta bị bệnh viêm dạ dày thì chúng ta chọn video số 53 để chọn những thức ăn trong bệnh lý dạ dày. Nếu chúng ta bị bệnh trào ngược thì chúng ta nên chọn những thức ăn mà trong bệnh lý trào ngược. Và để tránh những cái triệu chứng về chua ở nóng hay là triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng thì chúng ta nên chọn những thức ăn vệ sinh, ăn chín uống sôi, giảm mỡ béo một cách cân bằng. Thức ăn phải đều đầy đủ rau, hoa quả, trái cây và thịt cá, cũng như là các loại hạt đầy đủ một cách dưỡng chất, một cách tổng thể cân bằng. Bệnh lý hay gặp thứ năm đó là những triệu chứng bệnh lý viêm dạ dày. Viêm dạ dày trong những dịp Tết thường bị xuất hiện hoặc là tái phát, đặc biệt là viêm dạ dày cấp. Thường gặp những người lo toan trong dịp Tết, chúng ta phải lo lắng suy nghĩ và lo trong gia đình vân vân. Và nhiều khi thức khuya dậy sáng, chúng ta ăn uống không đúng giờ, không đúng giờ, làm ngủ không đúng giờ, làm cho bệnh viêm dạ dày cấp dễ tái phát, cũng như là bệnh lý trần ngược dạ dày ở đây, cũng như là bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Hội chứng ruột kích thích là trong những bệnh lý vắt dễ bị tái phát sau khi trong dịp Tết, cũng như là trong dịp Tết, vì trong dịp Tết chúng ta rất là nhiều loại món ăn, mà nếu chúng ta không biết được thức ăn nào có lợi cho hội chứng ruột kích thích, loại thức ăn nào có hại cho chúng ta hội chứng ruột kích thích, thì điều này dễ làm cho mình hội chứng ruột kích thích tái phát. Như vậy, để tránh
bệnh hội chứng nội tiết tái phát trong dịp Tết thì chúng ta nên xem video kỹ, những video liên quan hội chứng nội tiết, đó là video 48, 49, 50, 51, 52. Đó là những chế độ ăn và những thực phẩm cần ăn và cần kiêng. Đó là những phần ăn phục mắc thấp dành cho những người hội chứng nội tiết mà chúng ta cần biết để bệnh hội chứng nội tiết không bị tái phát trở lại. Bệnh tiếp theo trong bệnh lý đường tiêu hóa hay gặp đó là bệnh lý gan mật tụy. Đầu tiên chúng ta hay gặp nhất đó là viêm tụy cấp. Đây là một trong những bệnh lý nặng về nội khoa mà chúng ta cần phải biết để tránh bệnh lý này. Thường thì viêm tụy cấp là một bệnh lý thường hay xảy ra khi chúng ta uống quá nhiều bia rượu hoặc là chúng ta ăn quá nhiều chất dầu mỡ, béo mà trong bữa ăn rất nhiều loại thức ăn chiếm ăn này. Từ đó sẽ gây ra hiện tượng bệnh lý viêm tụy cấp. Biểu hiện bởi bệnh nhân đau vùng thượng bị hoặc là đau lệch bên trái hoặc là đau lan đi ngực, kèm theo bệnh nhân ói nhiều hoặc là thậm chí chướng bụng xì hơi bí trung tiện, và hầu như triệu chứng này rất là khó thuyên giảm mà diễn tiến ngày càng nặng hơn. Như vậy khi trường hợp chúng ta bị triệu chứng viêm tụy cấp được nghi ngờ khi chúng ta uống quá nhiều rượu, chúng ta ăn quá nhiều chất béo trong một lần, và khi đau bụng thượng vị có dấu hiệu kèm chứng bụng ói mửa liên tục và chúng ta cơn đau càng ngày càng tăng thì xem chừng chúng ta bị viêm tụy cấp. Và bệnh tiếp theo đó là bệnh lý về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ hay là gan viêm gan do rượu. Đây là triệu chứng mà bệnh lý về gan hay gặp nhất trong dịp Tết khi chúng ta ăn quá nhiều chất béo, uống quá nhiều chất nước ngọt vân vân, đều tích chất mỡ, chất béo vào trong gan gây hiện tượng gan nhiễm mỡ và thừa cân. Cũng như nếu chúng ta cái mà uống quá nhiều bia rượu, chất chứa miễn dịch còn nhiều thì gây hiện tượng viêm gan do rượu. Đây là bệnh lý rất hay gặp trong dịp Tết. Do vậy để phòng ngừa những bệnh lý về gan mật tụy thì chúng ta ăn uống chất béo một cách vừa phải theo cân đối dinh dưỡng trong hàng ngày trong thực đơn, giống như là bài nhu cầu dinh dưỡng trong bài 27, video 27 chúng ta đã trình bày. Và chúng ta ăn thịt cá một cách cân bằng trong cân đối trong ngày chưa ăn, cũng như không là hạn chế bia rượu, và nếu có uống chúng ta uống một cách đúng bài, nghĩa là uống cà phê, uống bia rượu sao cho hợp lý và giữ gìn sức khỏe, nghĩa là phụ nữ uống không quá một ly trong ngày và nam giới không uống quá 2 ly trong ngày. Một ly tương đương với một lon bia 330 ml, tức là tương đương 150 lít rượu vang, hoặc là tương đương với 440 ml rượu mạnh. Nghĩa là đây là những tiêu chuẩn mà bia rượu cho phép để giữ gìn sức khỏe và tăng cao thể trạng. Còn nếu chúng ta vượt mức cho phép thì sẽ dễ ảnh hưởng đến bệnh lý về gan mật tụy cũng như là đường tiêu hóa. Như vậy trên đây đó là 10 bệnh hay gặp nhất ở bệnh lý đường tiêu hóa trong dịp Tết. Và sau đây là 5 bệnh mà chúng ta hay gặp trong dịp Tết mà chúng ta cũng phải biết, đó là bệnh lý về cảm cúm. Về dịp Tết thường là dịp mà mùa thay đổi, thường trời khí lạnh, cho nên chúng ta không mặc quần về nghỉ học, chúng ta ra ngoài trời không được che kín mũi chẳng hạn, không được giữ ấm thì dễ bị tiếp xúc với môi trường nhiễm bẩn, nhiễm lạnh và môi trường dễ bị nhiễm virus được phân tán khắp nơi trong môi trường, rất dễ bị lây người này tới người kia. Do vậy thì tránh nhiễm lạnh chúng ta nên bảo giữ ấm, nhất là vùng mũi họng, đi xa phải mang khẩu trang vân vân. Và khi tiếp xúc với người bị nhiễm cúm chúng ta phải mang khẩu trang để tránh lây lan virus sau này. Thì thứ bệnh thứ hai đó là bệnh lý về đột quỵ. Đột quỵ là một trong những bệnh lý và hay gặp rất trong nhiều Tết, tăng lên khoảng chừng 15-30% trong mỗi dịp Tết. Như vậy thường nguyên nhân là do chúng ta bị tăng huyết áp, do chúng ta kiểm soát huyết áp không chặt chẽ, hoặc là chúng ta ăn quá nhiều thức ăn chứa muối làm tăng huyết áp lên, hoặc là chúng ta ăn quá nhiều mỡ làm tăng mỡ trong máu, làm thuyên tắc mạch máu gây đột quỵ. Là những trường hợp mà chúng ta tắm lạnh quá 10 giờ đêm, hay là chúng ta đi quá sớm trong 3-4 giờ sáng buổi sớm tập thể dục, thì đây là những điều kiện để chúng ta bị đột quỵ. Bệnh thứ ba đó là bệnh về tăng mỡ máu cũng như tiểu đường cũng như tăng huyết áp trong dịp Tết. Đó là như trường bày ở đây, nếu chúng ta trong dịp Tết ăn quá nhiều mỡ thì sẽ điều kiện dễ tăng mỡ máu trong những người này, hoặc là tăng đường máu cũng như là kiểm soát huyết áp không tốt. Và tiếp theo đó là bệnh gút. Dịp Tết là một trong những bệnh dịp mà rất dễ bệnh gút,
vì chúng ta ăn quá nhiều thịt, chúng ta uống quá nhiều bia, chúng ta ăn nhiều hải sản, nội tạng vân vân. Đây là việc mà uric tăng rất cao, gây ra hiện tượng bệnh khớp và bệnh gút sau này. Vì vậy, để hạn chế, chúng ta phải biết để mức độ ăn và uống để làm sao chúng ta không bị bệnh gút sau này. Và cuối cùng đó là bệnh lý về da và sắc đẹp của phụ nữ. Vì Tết là gì mà mọi người phải lo toan, biết bao nhiêu vấn đề phải lo, mà đến khi ngày Tết thì chúng ta ăn quá nhiều chất béo, chúng ta ăn quá nhiều ngọt, và nhiều khi những tiếp xúc ánh nắng mặt trời làm cho làn da của chúng ta không được bảo vệ, dễ bị mụn, bị nám vân vân. Như vậy, để phòng ngừa những bệnh lý về đường tiêu hóa và những bệnh lý về khác về về đường tiêu hóa và về những bệnh lý khác, thì để phòng ngừa bệnh chúng ta cần trong dịp Tết, thứ nhất là chúng ta phải uống nhiều nước, uống phải 2 đến 3 lít nước trong một ngày để đủ lượng nước, tránh hiện táo bón, tránh hiện tượng gan nhiễm mỡ, chuyển hóa mỡ cách dễ hơn để tránh tích mỡ trong gan. Thì thứ hai là chúng ta ăn uống cân đối, không ăn quá nhiều chất béo, không ăn quá nhiều thịt, cũng như không ăn quá nhiều hải sản và vân vân, để không tích tụ colic trong máu cũng như là tăng tăng huyết áp vân vân. Thì thứ ba, chúng ta hạn chế bia rượu hoặc là uống rượu bia một cách hợp lý, không thuốc lá, hạn chế những chất kích thích. Hoặc là nếu trường hợp chúng ta bị bệnh về tiểu đường, chúng ta bị huyết áp, thì chúng ta phải uống thuốc một cách đều đặn, cũng như là những bệnh lý về dạ dày, cũng như là bệnh lý tá tràng, bệnh lý tràng ngược, phản chứng động thất, chúng ta bắt đầu chế độ ăn hợp lý về những người dành cho những người bệnh lý đi về dài. Theo video số 53, bệnh lý về bệnh tràng ngược, chúng ta tham khảo video số 54, phản chứng động thất, là chúng ta tham khảo về chế độ ăn 50, hay là bài video 51 nha. Chúng ta không quên tập thể dục thường xuyên hàng ngày, ít nhất là 30 phút trong ngày, trong 3 ngày, ít nhất là 3 ngày trong tuần, để duy trì sức khỏe, cũng như là vận động thể dục để ta để giảm mỡ, giảm chất đường tích tụ trong cơ thể, trong đặc biệt trong những ngày Tết, để người tai biến, người đột quỵ, người nhồi máu cơ tim, cũng như là những bệnh lý về gan, mỡ, nhiễm mỡ trong máu vân vân. Và cuối cùng, chúng ta không không quên đó là luôn luôn ghi nhớ là tất cả khi chúng ta ăn uống phải vệ sinh sạch sẽ, phải được chế biến, phải thức ăn phải được tươi, được nấu chín, thực phẩm phải bảo quản cẩn thận, tránh những thức ăn bị dơ bẩn hay những thức ăn bị nhiễm nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm nấm, rất gây nhiễm bệnh lý nhiễm trùng đường tiêu hóa. Như là thầy lắng nghe quý vị, cảm ơn quý vị, hẹn quý vị lần sau, chúng ta cảm ơn.